So với các nước trong khu vực, năng suất lao động của Việt Nam rất thấp. Lao động Việt Nam chỉ tạo ra được 3,4 đô la Mỹ một giờ, chỉ bằng 1 phần 16 so với Singapore với 49,5 đô la Mỹ một giờ, bằng một nửa so với Philippines 6,9 đô la Mỹ một giờ và chỉ hơn mỗi Campuchia 1,8 đô la Mỹ một giờ. Đây là nỗi ám ảnh, là rào cản và gây tác động không nhỏ tới sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chia sẻ này được các chuyên gia khẳng định tại hội thảo Nâng cao cạnh tranh của nền kinh tế, thực trạng tiềm năng và thách thức do VCCI và Trường Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng 9 tháng 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo thu hút gần 70 giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học tham gia. Trước thực trạng này, hội thảo đã có đề xuất là phải tăng cường liên kết doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI để nâng cao hiệu quả và nâng cao trình độ chuyên môn của lao động để đáp ứng được yêu cầu. Ngoài lao động, hội thảo cũng chia sẻ các vấn đề liên quan như phân cấp ngân sách và năng lượng cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh và làm sao để cạnh tranh và dẫn đầu trong thế giới phát triển nhanh chóng. Trong khi đó, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cho rằng muốn nâng cao năng lực cạnh tranh thì điều đầu tiên là sản phẩm phải đảm bảo chuẩn chất, cần coi trọng các giá trị gia tăng dù cho đó là sản phẩm nông nghiệp hay công nghiệp, phải chú trọng đến phát triển công nghệ và nhất là hỗ trợ doanh nghiệp thương mại hóa sản phẩm thông qua chương trình kết nối cung cầu.